Mối liên quan giữa béo phì và đái tháo đường. Đái tháo đường là bệnh mãn tính không lây nhiễm, hiện đang gia tăng và ảnh hưởng đến sức khỏe toàn cầu. Đái tháo đường có thể gây nhiều biến chứng, tỷ lệ tử vong cao, đặc biệt tại các nước có thu nhập thấp. Một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh đái tháo đường chính là béo phì. Tại sao béo phì gây ra bệnh đái tháo đường? Sau bữa ăn, đường từ thức ăn sẽ được hấp thu vào trong máu. Nhờ có insulin của tuyến tụy, đường sẽ được cung cấp cho tế bào, được cơ thể sử dụng và duy trì trong một phạm vi an toàn nhất định, không gây tăng hoặc giảm đường huyết. Người béo phì, lượng mỡ gia tăng ở nội tạng và dưới da. Các tế bào mỡ càng nhiều, càng làm tác động kiểm soát đường huyết sau ăn của insulin bị giảm đi. Ngoài ra, mỡ bao xung quanh tụy còn làm giảm khả năng tiết insulin. Hai yếu tố này kết hợp với nhau khiến cho đường huyết của cơ thể tăng cao hơn ngưỡng bình thường, dẫn đến đái tháo đường. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những hình ảnh vừa rồi thì chúng ta đã nhận thấy những người béo phì thì có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường. Vậy thì những người đái tháo đường nếu béo phì thì sẽ như thế nào? Sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng cuộc sống? Vâng, và chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị giải đáp những vấn đề đó qua sự tư vấn và trả lời của Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Bích Nga đến từ Đại học Y Hà Nội. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Bích Nga đã tham gia chương trình với chúng tôi ngày hôm nay. Chào các bạn. Vâng. Trước hết để có thể giúp khán giả hiểu rõ thế nào là béo phì thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Bích Nga sẽ nói gì ạ? Được coi là béo phì khi mà cân nặng của mình, người ta lấy một cái chỉ số gọi là chỉ số khối cơ thể, nghĩa là người ta đo lấy cái số đo của cân nặng tính bằng kg chia cho bình phương của chiều cao tính bằng mét. Ví dụ bạn cao 1m58, bạn nặng 60 cân chẳng hạn, thì người ta lấy 60 chia cho 1,58, bình phương của 1,58. Và nếu như cái chỉ số đó người ta gọi là chỉ số BMI, nếu như chỉ số đó ở đối với người vùng châu Á Thái Bình Dương dưới 23 thì được coi là bình thường, còn trên 23 thì được coi là thừa cân và béo phì. Vậy thì để hiểu một cách chính xác giữa thừa cân và béo phì thì chúng ta có một cái nấc thang nào để đánh giá không ạ? Thừa cân và béo phì thực ra thì về nguy cơ các bệnh lý thì nó cũng gần như nhau, chỉ có mức độ là béo phì thì nó có nặng hơn một chút mà thôi. Thế và người ta cũng dựa vào BMI. Thế thì nếu như béo phì thì BMI sẽ đối với nước ngoài thì nó cao hơn, còn đối với vùng châu Á Thái Bình Dương của chúng ta thì trên 25 thì được coi là béo phì. Vâng, và trong cuộc sống hiện đại này thì dường như là tỷ lệ những người mắc béo phì thì cao hơn rất là nhiều. Và béo phì thì có thể dẫn tới bệnh đái tháo đường. Vậy thì khi mà béo phì thì ngoài nguy cơ có thể dẫn đến đái tháo đường thì có thể là bị những cái bệnh lý nào khác nữa không ạ? Béo phì đã là một trong các nguy cơ của đái tháo đường. Thế mà khi mà đái đường mà bị béo phì thì còn có nhiều nguy cơ khác nữa. Thứ nhất là nguy cơ về tim mạch. Người béo phì đái đường thì dễ có nguy cơ tăng huyết áp hơn, rồi dễ bị các cái bệnh lý về mạch vành hơn, rồi đường máu khó kiểm soát hơn, rồi bệnh nhân dễ bị thoái khớp hơn, bởi vì bình thường cái khớp của mình nó chỉ chịu được cái trọng lượng nhất định. Thế khi mà mình thừa cân béo phì thì nó phải chịu cái lực tải lớn hơn, cho nên cái nguy cơ thoái khớp bị nhiều hơn. Đấy là một số các cái biến chứng của cái người, một số các cái nguy cơ của cái người mà thừa cân béo phì. Như những phân tích vừa rồi thì chúng ta thấy rõ là nếu như người mắc bệnh đái tháo đường mà lại còn béo phì nữa thì chắc chắn sẽ gây ra rất là nhiều những cái nguy cơ để mắc những bệnh lý khác. Chúng ta có thể coi những bệnh lý đó là những biến chứng của bệnh đái tháo đường hay không? Nếu như mà đái tháo đường thì gây ra rất là nhiều biến chứng, nếu kèm với béo phì thì các cái biến chứng đấy nó có thể xuất hiện nhiều hơn, với tần số nhiều hơn, thì cũng có thể coi là một trong các cái biến chứng của đái đường và béo phì. Nếu béo phì mà nhiều quá thì người ta còn có các cái nguy cơ nữa, ví dụ như là nguy cơ về ngừng thở khi ngủ, và đấy là một cái rất là nguy hiểm. Ngừng thở khi ngủ, trong lúc ngủ, vì tất cả mọi người đều cùng ngủ, nếu mình ngừng thở mà ngừng thở lâu quá thì có thể là não thiếu oxy, tim thiếu oxy, và có thể là nguy cơ tử vong nếu như ngừng thở kéo dài. Chính vì vậy đấy là cái biến chứng mà vô cùng nguy hiểm.
Và cái khả năng này có thường xuyên xảy ra đối với những người đái tháo đường béo phì không, hay là cần có phải lưu ý những gì đối với những người béo béo phì ở đái tháo đường? Cái khả năng mà ngừng thở khi ngủ của những cái người béo phì đái đường cũng tương đối là phổ biến. Thế và cũng may, cũng có thể may mắn là cái ngừng thở đấy nó ngắn. Hoặc là họ, những người béo phì thì họ cũng hay ngủ ngáy, yeah. Thì cũng có thể là vì ngủ cùng với những người khác thì người ta thấy ngáy ghê quá thì người ta cũng đánh thức, vân vân, đỡ là cái nguy cơ mà ngừng thở kéo dài, yeah. Thế còn lại thì những người mà đã đái đường béo phì thì phải hết sức lưu ý đến vấn đề này và phải cố gắng để mà giảm cân. Còn nếu không thì người ta phải đo cái độ ngừng thở trong lúc ngủ. Thế và nếu ngừng thở kéo dài lâu quá thì người ta còn phải có cái máy hỗ trợ, tức là đi ngủ phải đeo cái máy đấy. Thế nếu như ngừng thở kéo dài quá thì cái máy đấy nó sẽ tự tự bơm không khí vào để nó tránh được cái tai biến, chứ không người ta đột tử là vì như vậy. Và chúng ta thì không hề mong muốn là những trường hợp đó xảy ra. Vâng, những ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Quốc Nga vừa rồi cũng đã được minh chứng qua những nghiên cứu của các nhà khoa học qua một bài báo ngay sau đây. Frank Hu, giáo sư dinh dưỡng và dịch tễ học tại Đại học Y khoa Cộng đồng Harvard và tác giả chính của nghiên cứu cho biết, thừa cân hoặc béo phì không giúp cải thiện sự sống ở những bệnh nhân đái tháo đường type 2. Nghiên cứu quy mô lớn do các nhà nghiên cứu của Đại học Y khoa Cộng đồng Harvard (HSPH) bác bỏ những nghiên cứu trước đây cho rằng thừa cân hoặc béo phì đối với những người có bệnh đái tháo đường có tỷ lệ tử vong thấp hơn so với người có cân nặng bình thường, gọi là béo phì nghịch lý. Giáo sư Frank Hu cho biết rõ ràng, quản lý trọng lượng là một chiến lược điều trị quan trọng đối với cá nhân thừa cân hoặc béo phì bị đái tháo đường type 2. Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 8.970 phụ nữ ở Brigham và 2.457 người đàn ông tại Health Professional Follow-up Study với bệnh đái tháo đường type 2. Họ đã tính toán chỉ số khối cơ thể BMI của những người tham gia ngay trước khi chẩn đoán bệnh đái tháo đường và loại trừ những người tham gia có báo cáo tiền sử bệnh đái tháo đường lúc ban đầu hoặc bệnh tim mạch hoặc ung thư trước khi họ được chẩn đoán với bệnh đái tháo đường. Kết quả cho thấy một mối liên hệ xác thực giữa chỉ số khối cơ thể BMI tại thời điểm chẩn đoán bệnh đái tháo đường và nguy cơ tử vong từ mọi nguyên nhân. Quan sát cho thấy những người cân nặng bình thường có nguy cơ tử vong thấp nhất. Điều này có nghĩa là những phát hiện cho thấy việc thừa cân hoặc béo phì không có lợi ích gì. Tôi xin được hỏi Phó Giáo sư một câu hỏi như thế này, vì là tôi thấy trường hợp này gặp rất là nhiều người đái tháo đường, đó là khi họ ý thức được rằng họ bị đái tháo đường thì thường họ rất chủ động trong chế độ dinh dưỡng, ví dụ như giảm bớt đồ ngọt và đồ béo đi, nhưng mà cái khả năng tăng cân của họ thì vẫn tiến triển. Tôi xin được hỏi là phải chăng là một phần là do nguyên nhân là họ dùng thuốc, những cái thuốc điều trị đái tháo đường mà khiến họ phải tăng cân như thế? Đúng là như vậy. Thì trong các cái thuốc điều trị đái tháo đường có thể có tương đối nhiều thuốc nó gây tăng cân. Bản thân người đái đường khi mà đường máu tăng cao quá thì mất nước rồi sút cân. Thế nhưng mà khi mà điều trị thì đường máu trở về bình thường, cái sự mất nước nó đỡ đi thì nó cũng đã là hồi phục cân trở lại. Tuy nhiên cũng có khá là nhiều nhóm thuốc nó có thể gây ra tăng cân. Ví dụ như là các cái sulfamid kích thích tụy sản xuất ra insulin thì khi mà sử dụng thì có thể làm tăng cân một chút, hoặc là nhóm TZD thì nhóm đấy có thể gây giữ nước cũng gây tăng cân một chút, hoặc là insulin cũng có thể gây tăng cân một chút đối với người đái đường. Thực ra thì ở nước ngoài tỷ lệ thừa cân béo phì rất là nhiều, cho nên là vấn đề tăng cân khi mà sử dụng thuốc đái tháo đường là vấn đề quan trọng, rất quan trọng. Ở Việt Nam thì giai đoạn trước đây thì vấn đề mà tăng cân không quan trọng lắm, bởi vì người đái đường của chúng ta thì cái tỷ lệ thừa cân béo phì không nhiều. Tuy nhiên thì với cái xã hội mà kinh tế càng ngày càng phát triển như thế này thì cái tỷ lệ thừa cân béo phì ở người đái đường của chúng ta ngày càng có xu hướng tăng lên. Vì vậy chúng ta cũng vẫn phải chú ý tới cái vấn đề thừa cân béo phì ở người đái đường. Vâng. Tức là lúc trước thì chúng ta sẽ gửi tới người bệnh đái tháo đường là cần phải kiểm soát tốt đường huyết của mình, và bây giờ thì có lẽ là phải thêm một thông điệp nữa là cần phải kiểm soát cả cân nặng của mình, đúng không ạ? Ngoài kiểm soát đường máu cần phải kiểm soát cả cân nặng đối với những người thừa cân béo phì. Vâng.
Vâng, có lẽ là những lý giải vừa rồi cũng giống như một cái trường hợp bệnh nhân tương tự mà chúng tôi ghi hình lại được. Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Bích Nga cũng như quý vị khán giả cùng theo dõi ngay sau đây. Năm năm trước, khi chưa mắc bệnh đái tháo đường, ông Nguyễn Văn Thành bị thừa cân. Đến khi mắc bệnh một thời gian, bị biến chứng, ông mới có ý thức tích cực giảm cân để bảo vệ sức khỏe. Hồi mới phát hiện mình bị tiểu đường đó, nói chung là bị sốc lắm. Nhưng mà cũng từng bước là cũng tìm hiểu về cái bệnh đó, rồi đọc trên sách báo, rồi tra trên mạng này kia đó. Thì có phần đó cũng bớt đi để mình kiểm soát, mình sống chung với cái bệnh mà. Phải tập thể dục thường xuyên trong cái giảm cân đó, chứ không cân nặng mình là cái thể trạng mình nó sẽ tăng lại như xưa cơ, như cũ liền á, là cái phải giảm người nó khỏe ra. Năm 2009, ông phát hiện bệnh, thế nhưng ông không bỏ được bia rượu. Điều này khiến biến chứng tim mạch, thiếu máu cơ tim đến với ông nhanh hơn. Và năm 2013, ông phải đặt stent tim để chữa trị. Không phải ai khi mắc bệnh đái tháo đường dễ dàng thay đổi lối sống của mình. Phải có quyết tâm, nghị lực từ bỏ những nguy cơ khiến bệnh tình nặng hơn như thuốc lá, bia rượu. Nếu không, những biến chứng của bệnh sẽ sớm tìm đến bệnh nhân. Được cái đầu bắt đầu hiện nay là dứt bỏ cái dầu bia rượu đó, hay là bỏ hẳn luôn thì nó đỡ rất nhiều, nó khỏe hẳn người ra. Nhưng xưa nay thì không có bia rượu vô thì nó không có được như vậy. Hàng ngày, ông ăn bưởi để duy trì mức cân nặng cho phép. Bây giờ, thay vì ông uống rượu bia, thì ông uống trà. Những lối sống cũ đã được thay bằng một lối sống tích cực. Dù những biến cố của bệnh tật khiến ông Thành già hơn ở tuổi 54 của mình, dù có thể những điều ông Thành nhận ra để thay đổi là muộn, nhưng muộn còn hơn không. Đó là điều quan trọng để điều trị bệnh đái tháo đường. Và tình trạng của ông Thành cũng là lời nhắc nhở cho những người bệnh đái tháo đường, hãy thay đổi lối sống của mình. Tôi có một thắc mắc như thế này ạ, bởi vì là một số bệnh nhân đã áp dụng cái phương pháp để có thể giúp mình kiểm soát cân nặng kỹ hơn bằng một cái hình thức đó là nhịn ăn hoặc là giảm cái chế độ ăn của mình. Hai là họ tập luyện dành thời gian quá sức để có thể giảm cân một cách nhanh chóng. Vậy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Bích Nga sẽ chia sẻ gì với những khán giả hay là những người bệnh mà người ta áp dụng phương pháp này để giảm cân ạ? Để giảm cân thì cái theo tôi thì đúng là vẫn phải phối hợp chế độ ăn và tập luyện. Nhưng nếu mà mình lại đi từ thái cực nọ sang thái cực kia thì cái điều đấy rất là nguy hiểm. Bởi vì cơ thể hàng ngày vẫn cần một lượng calo nhất định để cho các cái cơ quan của cơ thể nó hoạt động một cách tối thiểu. Thế thì nếu như mà bạn lại nhịn ăn cả ngày để cho nó giảm cân thì cái điều đấy rất nguy hiểm. Bởi vì nó thiếu cái calo trầm trọng, nó có thể làm cho mình nguy hiểm đến tính mạng ngay lập tức. Vì vậy, cái chế độ ăn và luyện tập để giảm cân là mình phải thực hiện một cách dần dần, từ từ. Lượng calo, nếu như hàng ngày mình đang tiêu thụ, ví dụ mình đang tiêu thụ 2.000 calo một ngày, thì mình sẽ tính toán thế nào để mình giảm, có thể giảm xuống 1.700, 1.600, dần dần, từ từ. Và cái tập luyện của mình cũng thế, nếu như mình đang không tập luyện, mà bây giờ mình lại tự nhiên tập luyện một ngày 4-5 tiếng, thì cái điều đấy nó cũng không nên, mà mình sẽ phụ thuộc vào từng tình trạng bệnh tật của mình, vào mức đường máu, vào huyết áp và bệnh lý tim mạch để mình có cái chế độ tập luyện tăng dần. Và cái việc giảm cái chế độ ăn và tập luyện để giảm cân một cách từ từ dần dần, chứ không được một cách quá mức, bởi vì nếu quá mức nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Và bên cạnh những người bệnh như thế thì còn một số những người bệnh khác, đó là họ lại tự ý mua những cái loại thuốc giảm cân về để sử dụng, để uống, để có một cái mức cân nặng như mong muốn. Vậy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ sẽ nói gì về những người bệnh này ạ? Đúng, tôi được biết là cũng có những người họ mong muốn giảm cân một cách nhanh chóng. Thế và
Vì vậy mà họ sử dụng, họ tự tự đi mua sử dụng một số các cái thuốc để làm giảm cân nhanh chóng. Thì các cái nhóm thuốc để làm giảm cân về cơ bản là họ chia ra ba nhóm. Cái nhóm thứ nhất là cái nhóm mà nó làm cho kéo nước vào trong cái lòng của cái thành ruột và dạ dày để làm trương phồng cái dạ dày và thành ruột, làm cho cảm giác là no và không chứa được thức ăn nữa. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà gây chán ăn, và cái nhóm thứ ba là cái nhóm mà làm tăng chuyển hóa. Thì đối với cả ba nhóm nó đều có thể có tác dụng phụ. Ví dụ như cái nhóm mà làm trương nở cái lòng ruột và dạ dày lên, thì khi mà kéo nước vào đấy, nếu không cẩn thận nó có thể gây ra tắc ruột, bán tắc ruột, và cái điều đấy rất là nguy hiểm. Cái nhóm thứ hai mà cái nhóm gây chán ăn, thì cái nhóm đấy tác dụng vào thần kinh trung ương. Thì ngoài cái việc mà gây chán ăn nó gây cho người ta mệt mỏi, và thậm chí là nó có thể làm cho người ta mất ngủ, làm cho người ta ngoài ra tôi chưa nói đến là các cái thuốc nó còn có thể có ảnh hưởng đến chức năng gan thận nữa. Cái nhóm thứ ba nữa là cái nhóm mà làm tăng chuyển hóa. Thì thông thường cái nhóm làm tăng chuyển hóa đó là người ta sử dụng hormone tuyến giáp để làm tăng chuyển hóa của cơ thể. Thì cái nhóm đấy nó có tác dụng lên tim mạch không tốt, nó làm cho nhịp tim nhanh, nó có thể gây rối loạn nhịp tim. Thì hầu như tất cả các nhóm thuốc làm giảm cân đều có các cái tác dụng phụ không mong muốn. Và nếu như mình sử dụng không đúng cách hoặc là lạm dụng nó, thì cái lợi ích nó sẽ ít hơn là cái nguy hiểm. Hoặc chúng ta còn chưa nói tới những trường hợp mà vì cảm thấy chán ăn hay là vì là dạ dày được tích nước mà người bệnh bỏ bữa ăn và cuối cùng gây ra những cái nguy cơ về hạ đường huyết nữa, đúng không ạ? Vâng. Tôi xin được hỏi thêm là vậy thì cho đến nay chúng ta sẽ có những cái giải pháp như thế nào để giúp người bệnh có thể kiểm soát được cân nặng một cách tốt nhất và tránh được những cái tác dụng phụ của những loại thuốc, ví dụ như kể cả là thuốc điều trị đái tháo đường cũng như là những cái thuốc mà họ muốn để sử dụng để có thể giảm cân ạ? Vâng. Như các bạn đã biết, ngoài cái việc chế độ ăn luyện tập hợp lý, thì vấn đề sử dụng thuốc thì mình cũng nên lựa chọn các cái thuốc mà nó bớt gây tăng cân, thì nó sẽ giúp cho các bạn, tức là các bạn phải phối hợp cả chế độ ăn luyện tập và thuốc thì sẽ kiểm soát được cái cân nặng nó tốt hơn. Nhân chương trình ngày hôm nay thì tôi có nhận được một câu hỏi thế này liên quan đến tiền đái tháo đường và béo phì. Tôi là Nguyễn Minh Thắng ở Đống Đa, Hà Nội, năm nay 40 tuổi. Vừa rồi thì tôi có đi kiểm tra sức khỏe và được biết là chỉ số HbA1c là 6,1. Tôi cao 1m78 và hiện nay là nặng 85 cân. Vậy thì thưa bác sĩ, như thế thì tôi có phải lưu ý gì khi mà mình đã ở giai đoạn tiền đái tháo đường với cân nặng của mình hay không? Đúng là bạn cao 1m78 và nặng 85 cân thì BMI của bạn là chắc chắn là trên 23 rồi. Bạn là người thừa cân béo phì rồi. Và với mức đường máu HbA1c 6,1 thì bạn là người tiền đái tháo đường. Cũng có thể là giai đoạn sớm của đái tháo đường đấy, bạn phải làm thêm nghiệm pháp dung nạp glucose để chẩn đoán sớm đái tháo đường. Nếu như nghiệm pháp dung nạp glucose mà glucose máu 2 giờ sau khi làm nghiệm pháp mà dưới 11,1, nghĩa là bạn chưa bị đái tháo đường thực sự, thì bạn là người tiền đái tháo đường. Vậy thì chắc chắn là bạn phải thực hiện chế độ ăn và luyện tập để cho bạn, thứ nhất là bạn phòng ngừa đái tháo đường, thứ hai nữa là để cân nặng của bạn nó ổn định và còn phòng ngừa được các cái biến chứng khác về tim mạch, về khớp vân vân nữa. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Bích Nga đã có những cái thông tin rất là cần thiết dành cho người bệnh đái tháo đường cũng như những người có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường mà đang ở giai đoạn béo phì. Và chúng tôi cũng mong rằng là quý vị khán giả sẽ lắng nghe được những thông tin vừa rồi và chăm sóc sức khỏe của mình được tốt hơn. Những thông tin gì mà quý vị cần có giải đáp thì xin gửi về cho chúng tôi theo những địa chỉ mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị ngay sau đây. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc chương trình bằng một phóng sự, một nhân vật đái tháo đường, một tấm gương mà những người bệnh đái tháo đường cần noi theo. Cái này là khi đó mẹ bị tiểu đường chưa? Bị rồi. Bị tiểu đường được bao nhiêu năm rồi? Bị tiểu đường lúc năm 96 à? À đấy là 2006 à? Tức là mẹ về Việt Nam mẹ mới biết là mình bị tiểu đường đúng không? Ừ, về Việt Nam mới biết, nhưng thực ra là bị trước đó mình không biết. Vâng, có khi bị từ cái hồi mà béo đấy, béo này béo này. Béo đấy, béo mình lắm. Cái đợt mà trông béo quá này này. Béo ơi là béo, có là thể nói rằng là cũng bị rồi mà mình không biết. Không biết, đấy, bị rồi mà không biết. Vâng. Béo không giảm được cân.
Nhưng mà hồi đấy thì có ăn uống có hồi gì ăn sao lại ăn nhiều gì thấy nó cứ béo nó mệt mỏi lắm, cứ ốm đau suốt chứ, cứ một tuần nào đi cấp cứu bệnh viện, vài tuần lại cấp cứu bệnh viện, tháng lần, tuần lần, hai tuần lần, huyết áp nó cứ lên xuống tha tường, mà đường máu thì rất cao. Ngày xưa cứ tưởng rằng là ăn nhiều là tốt, ăn nhiều thực sự là nguy hiểm. Mà tôi mới suy nghĩ đến cái việc là phải giảm cân. Tôi ý thức được là cần phải thứ nhất tìm hiểu về bệnh tật. Tôi giảm cân hai đợt, trước là tôi 75 cân, về đợt một giảm được 11 cân. Sau đấy cứ 64 cân rưỡi và không giảm tiếp được. Ăn kiêng, kiêng nhưng vẫn nhiều khi thấy mệt mỏi. Vì vậy tôi nghĩ phải kiêng thế nào mình vẫn nhanh nhẹn, vẫn hoạt bát, vẫn không mệt mỏi thì mới được. Thế do đó cho nên sau đó là tôi thực hiện cái chế độ ăn kiêng thì là tôi đã giảm thêm được là 7 cân rưỡi trong vòng là 3 tháng rưỡi. Sau khi bị tiểu đường thì nó cũng chưa giảm được cân đâu. Trong một thời gian dài thì do bà tập luyện, hàng ngày tập luyện, tập thể dục rất là nhiều. Đấy, và ăn uống giữ đúng cái chế độ rất là tốt, cho nên là bà giảm cân rất là nhiều. Nói đến giảm cân này khó khăn lắm. Nếu như mà không có ý thức, không có quyết tâm. Quyết tâm rồi phải thể hiện ra hành động, chứ quyết tâm không cũng không được. Mà khi thể hiện hành động thì mà quyết tâm lắm ấy, phải nghiêm khắc với bản thân lắm ấy thì mới giảm cân được. Lúc đầu ấy, tôi ăn này ăn nhiều, vẫn còn ăn khỏe lắm. Bây giờ tôi vẫn còn ăn khỏe, nhưng nói chung là tôi không ăn thôi. Nhưng mà ăn thế nào để cho nó đảm bảo vẫn đủ chất. Chứ nếu mà ăn mà không đủ chất thì không được. Do đó cho nên thực phẩm thì phải phong phú đủ loại và không ăn nhiều. 2/3 cái dạ dày thôi. Một nửa dạ dày, 2/3 dạ dày thôi. Đừng để bụng trống và bụng đói lúc nào cả. Thế tôi phải đọc sách tôi mới biết được những cái điều ấy. Và tập là một cái. Thứ hai là cái ăn kèm thêm với cái tập. Giảm cân xong sức khỏe người cảm thấy thoải mái lắm, nhẹ nhõm lắm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.